Xin chào các bạn, đây là kênh Hành Nhân Vacation. Và hôm nay tôi sẽ thực hiện thử thách chạy 5 vòng tại vườn hoa Hàng Đậu. Thì lần trước tôi làm video thử thách chạy 1 vòng tại vườn hoa Hàng Đậu thì nó chính xác là rất là mệt. Không biết là chạy 5 vòng tại vườn hoa Hàng Đậu nó sẽ như thế nào. Không nhiều ai, ta sẽ bắt đầu thực hiện thử thách luôn. Và thử thách lần này là tôi sẽ đứng ở không phải là ở chỗ kia, mà là tôi sẽ đứng ở góc bên trái ở chỗ cây. Đây cho bạn xem. Thì đây là chỗ đứng của tôi nhá các bạn nhá. Đó. Không nhiều ơi, bây giờ ta sẽ bắt đầu đi chạy thôi. Vòng đầu tiên. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây là mấy ông già Noel. Ông già hay bà già hay là cái gì? Tôi không biết. À, chắc là cửa hàng gì thuê mấy cái ông già Noel kìa. Đó. Lại mấy cái đống gạch đấy các bạn ạ. Đó. Tôi cũng không hiểu vì sao toàn mấy cái đống gạch, đống gỗ hay là cái gì. Nếu thế thì tôi phải đi bộ vậy. Ô, chai gì vậy? Chai này là chai nước, vẫn còn nước nguyên vậy. Có biết là cái này có uống không? Khả năng là tôi cũng không uống được. Đi đâu toàn vứt cái chai luôn. Khổ quá. Thì bây giờ tôi sẽ uống thử cái chai này nhá, xem có ngon không. Như nước bình thường các bạn ạ. Đấy, không bị bẩn luôn. Không bị bẩn ở trên trong luôn. Đó. Không hiểu vì sao ai lại vứt cái chai ở ngoài. Khổ thật. Ok, vậy là tôi đã chạy xong vòng đầu tiên. Đến khúc cuối là tôi mới đi bộ. Vì tôi vừa lụm được một cái chai. Nếu mà vừa chạy vừa cầm cái chai này thì sẽ dốc chai và không uống được nhá. Ok. Thì chai nước này có tên là Vivan, nhưng mà vẫn còn nước. Tôi sẽ bỏ cái chai này tại đây. Thì lúc nào xong video thì tôi sẽ vác cái chai này đi nhá. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với vòng số 2 nhé các bạn nhé. Thì vòng đầu tiên là tôi đi bộ ở khúc cuối cùng, cho nên là các bạn thông cảm cho tôi nhé. Vì nội dung của tôi là thử thách chạy 5 vòng chứ không phải đi bộ 5 vòng. Thì có gì thì các bạn thông cảm cho tôi nhé. Ok, không nhớ, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào vòng thứ 2 luôn. Vậy là tôi đã chạy xong vòng thứ 2. Cảm giác của tôi nói chính xác là rất là mệt luôn. Mới chạy 2 vòng đầu là cảm giác rất là mệt. Đây cho bạn xem tháp nước Hàng Đậu nhá các bạn nhá. Tháp nước Hàng Đậu. Đấy. Các bạn nhìn thấy tháp nước Hàng Đậu, tôi đang đứng ở chỗ xa. Thì tháp nước Hàng Đậu này là xây dựng rất lâu rồi. Nói chính xác là rất là lâu. Nhưng mà không biết là đã có ai chạy mấy vòng ở tháp nước Hàng Đậu không? Tôi cũng nói hơi nhầm, đó là tháp nước Hàng Đậu hay là tháp nước Hoàng Đậu. Tôi nói hơi sai chính tả. Có gì thì các bạn cũng thông cảm cho tôi nhé.
Ok, vì hai từ này cách nói nó như nhau hết. Đó, chúng ta sẽ chuyển sang đến vòng số 3 nhé các bạn nhé. Thì tôi mới chạy hai vòng đầu, cảm giác rất là mệt. Và khi mà chạy thì nói chính xác là mồ hôi sẽ chảy ra nhá. Ok, nhưng không sao. Thì tôi sẽ cố gắng 3 vòng nữa thôi là chúng ta có thể hoàn thành thử thách. Đó. Không hiểu ơi, bây giờ ta sẽ bắt đầu vào vòng thứ 3 luôn. Và hiện tại nước của tôi đang đến lượng như thế nào ấy? Đang đến gần này nước thôi nhá. Thì bây giờ tôi sẽ uống nước, uống một hụt để tôi sẽ có sức để chạy tiếp. Chứ uống hết cả chai này thì làm sao mà chạy tiếp được. Đấy, làm gì nước để uống được. Thì bây giờ tôi sẽ để chai tại dưới gốc cây, lát nữa uống tiếp. Đây lại có một bạn nữ đang đi đi về này. Đấy, tôi vừa quay hai bạn nữ xong. Hai bạn nữ này là có thể là đang đi thi về. Bây giờ đã là 3:27. Không biết là mấy học sinh ở trường tôi có về sớm hay không. Chứ thực ra thì hôm nay trong ngày thi cử. Đấy. Thì hôm nay đã là thứ tư thì tôi cũng không thi gì luôn. Đó. My head is heavy, let me lay it down. Into your lap, I would love to drown. Rác thì vứt linh tinh thế. Vàng vàng với cả hoai là cái gì? Đây, để cả bao thuốc lá nữa. Tôi vừa phát hiện ra cái bao thuốc lá. Cái vỉ thuốc lá này đang bể, bây giờ tôi sẽ dập chân bể luôn nhé. Không bể được các bạn ạ. Bây giờ quăng ra đường xem. Không quăng được. Ok, cái này thì cái bật lửa này chính xác là hết cồn. Tuy nhiên là tôi cũng không thể đập phá được. Đấy, nó bị bể ở trong cái này rồi, nó bị bể nứt cái bật lửa luôn. Đó, bây giờ tôi sẽ quăng ra kia. Bây giờ tôi sẽ quăng cái nào đấy. Ok. That story I used to hear, to run on and to and disappear. Có khẩu trang rơi này, có cái khẩu trang mắc này, không biết là của ai. Đây, cả cái vỏ chuối này, tôi cũng không biết là ai vứt. Đây, lọ thuốc này, đấy, quá bừa bãi luôn. Ok, vậy là tôi đã chạy xong vòng thứ ba, vòng thứ ba. Thì mới chạy 3 vòng rồi thì cảm giác của tôi nói chính xác là rất là mệt luôn. Không biết 2 vòng nữa thì tôi có chạy được nổi không? Các bạn thử dự đoán xem là tôi có chạy được nổi không nhé. Ok. Các bạn thử dự đoán xem là tôi có chạy được nổi 2 vòng còn lại hay không nhé. Ok. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với vòng số 4 nhé các bạn nhé. Thì theo như quy định của các video trước là nếu mà chạy không đủ 5 vòng tại đây thì sẽ có một hình phạt. Nếu như tôi không hoàn thành thử thách thì cái thử thách với có hình phạt là chắc chắn là tôi sẽ phải sử dụng hình phạt vui, hình phạt nhẹ, chứ không sử dụng hình phạt nặng. Như là những cái hình phạt nhảm nhí chẳng hạn. Đấy. Thì tôi giải thích cho các bạn để hiểu thôi.
chứ nếu mà tôi không hoàn thành thử thách thì tôi sẽ có hình phạt dành cho chính mình nhá. Ok, thì đáng nhẽ ra là tôi sẽ chuẩn bị hình phạt trước khi bắt đầu video thì tôi cũng đã chuẩn bị hình phạt, thì sau video tôi cũng nghĩ ra hình phạt đấy, sau video tôi sẽ nghĩ ra hình phạt đấy. Tôi không nhiều đó, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào vòng thứ tư luôn. Xe toàn đi vỉa hè đấy các bạn ạ. Đấy, xe cứ suốt ngày đi qua vỉa hè chắc là hơi bị nguy hiểm rồi. Vòng chúng ta chỉ còn lại một vòng nữa thôi là tôi đã hoàn thành thử thách. Nói chính xác là rất là mệt. Chúng ta sẽ bắt đầu với vòng thứ năm, cũng chính là vòng cuối cùng của thử thách chạy 5 vòng tại vườn hoa hàng đậu. Thì trải qua 4 vòng thì tôi thấy là rất là mệt, thì tôi sẽ cố gắng chạy nốt vòng cuối cùng để xem là tôi có mệt hay không nhé. Ok, không hiểu ai, ta sẽ bắt đầu vào vòng thứ năm, vòng cuối cùng. Đích của tôi là ở chỗ cái chai nước mà tôi đã nhặt được, nhưng mà nhìn chung là vẫn còn nước nhá. Ok, vậy là tôi đã hoàn thành thử thách chạy 5 vòng tại vườn hoa hàng đậu. Thì cảm giác của tôi khi chạy 5 vòng tại vườn hoa hàng đậu là chắc là rất là mệt luôn. Nó cũng giống như là vườn hoa Lý Thái Tổ, vườn hoa Vì Lenin đấy, vườn hoa nào mà chả thế. Thì các thử thách tiếp theo là tôi sẽ thực hiện thử thách chạy 20 vòng tại tháp nước Hoàng Động. Tháp nước Hoàng Động nhá các bạn nhá, thờ áp tháp. Thì tháp nước Hoàng Động này là nói chính xác là nó hơi lớn một chút, hơi lớn ở hồ của vườn hoa Hoàng Động, nó hơi lớn đó. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng thực hiện cách chạy 20 vòng cho các bạn xem nhé. Cái đấy là tôi chưa chạy bao giờ, kể cả người dân cũng chưa chạy bao giờ tác nước Hàng Động. Thì video sau tôi sẽ thực hiện cách chạy 20 vòng tại thác nước Hàng Động cho các bạn xem nhé. Ok, thì video của chúng ta đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thích video này hãy gửi cho tôi một nút like, một nút chia sẻ, đừng quên bấm nút đăng ký và ấn hình quả chuông để nhận được các video mới nhất từ Thành Niên Vacation nhá. Ok, thì sắp tới thì tôi sẽ làm video trận chiến Uno Flip cùng tôi với em tôi, và luật là trước khi bắt đầu chơi thì chúng ta sẽ sử dụng vòng quay để tính điểm, và số lượng tính điểm nó sẽ từ 1 đến 10. Ví dụ như là tôi bốc 4 điểm thì nếu tôi thắng thì được 4 điểm, nếu tôi thua thì sẽ bị trừ 4 điểm.
Đấy, thì trận chiến này sẽ có 10 lượt. Ai có nhiều điểm nhất thì sẽ giành một phần quà. Đây, cho bạn xem. Đây là một miếng dán sticker hình Doraemon. Đấy, rất là đẹp luôn. Người nào mà có số điểm cao nhất thì sẽ nhận được phần quà. Đó chính là cái hình xăm Doraemon nhá. Ok, thì đủ 500 lượt xem trong video này thì tôi sẽ làm trận chiến Uno Flip cho các bạn xem nhé. Ok.